Hiếu em bao nhiêu tuổi rồi Hiếu? Dạ em 17 chị. Ủa mới 17 thôi hả? Em mới gần đây không? Dạ em bệnh viện 12 á. Ủa sao giống con của chị ấy vậy ta? Phải không? Con của chị Liễu đúng không? Không. Tại mặt nó giống giống. Chịu được không Hiếu? Dạ được, bình thường chị. Có chỗ nào không thoải mái thì nói chị biết nha. Này về vệ sinh da kỹ xíu. Dạ. Mình phải rửa mặt bằng sữa rửa mặt ít nhất ngày 2 lần. Hiếu chắc đang đi học rồi, đúng không em? Dạ không, em nghỉ rồi chị. À vậy hả? Dạ. Chỉ là em đi làm hả? Dạ đúng rồi. Còn nhỏ tuổi mà giỏi quá. Em đã đi lấy mụn lần nào chưa? Dạ rồi. Lấy bên đây luôn hả? Hay sao? Dạ đúng rồi.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.